culturii gatu mira la kelancar Van bira tap mưu kuk da minam Linkan ranggang tim gum hom nui mu sa Ranggang nuk nam dik ya lampai sam tro Nuk minam Lang nya vang chari de kai nye Tôi xin kính chào quý vị bà con Việt Nam yêu quý. Vậy, kinh đêm rắc nêu của chúng tôi phát đi từ thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hôm vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, người sắc tộc Gerai tị nạn tại Thái Lan vào khoảng 5 giờ sáng vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 thì bị cảnh sát Thái Lan đột nhập vào họ đang ngủ tại nhà của họ. Nhưng sau thời gian đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt 181 người, đem những người cảnh sát Thái Lan gọi là di cư bất hợp pháp, rồi bắt mấy người đó vào trại IDC, giam cầm tại đó. Trong thời gian giam cầm, nhà tù IDC, sở di trú IDC, chỗ đó thì gọi là cảnh tù tội ai cũng biết. Cơm ăn rồi khí hậu khắc nghiệt, đói kém. Trong thời gian họ không chịu đựng được, như trường hợp cái người này tại Pleikra, xã Yala, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Vậy họ xin UN che chở trợ giúp cho họ hồi hương và họ xin Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan về Việt Nam để họ hồi hương, không bị tra tấn, đánh đập, ép cung. Họ hứa là như thế. Nhưng sau thời gian đó, từ năm 2020 cho đến giờ này, mới đây công an Việt Nam đã hu dọa và họ nói họ với ông đó, nếu thật thà thì ông sẽ cho sống, nếu không thật thà ông sẽ giết. Nhưng trước đó ông đã hứa, ngay cả đại sứ quán cũng hứa, nếu quay về Việt Nam, chính phủ Việt Nam giáng tay đón nhận, gọi là Việt Nam nói đánh kẻ trở đi, không đánh kẻ quay trở lại. Nhưng thực tế không phải là như thế. Đây là lời nói suông của chính phủ Việt Nam. Như ông Thiệu nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói hay nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Đó là lời ông Thiệu. Nhưng giờ đây, đối với chúng tôi đang tị nạn tại Thái Lan, sự thật là chính xác lời của Nguyễn Văn Thiệu nói. Những lời nói họ hứa, họ không tra tấn, họ không bắt bỏ tù, họ không đánh đập, họ gọi là chính sách khoan hồng, nhưng thực tế không phải là như thế. Đến giờ này, đây là lời hu dọa và lời đánh đập tra tấn của công an Việt Nam, gọi là Pleikra, xã Yala, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Các ngươi hãy nghe đây, đây là lời nói của một công an Việt Nam hu dọa, lúc nào cũng muốn đòi đấm đá chém giết người dân tộc của chúng tôi. Đây lời nói của họ đây. Kiện nó khó coi. Đúng là phải thế nào? Mẹ
Đấy là lời công an Cộng sản Việt Nam tại Pleira, xã Gia La, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Đó. Nhưng nếu không có bằng chứng thế này thì sẽ đi vào ngõ cụt. Đó là lời hứa của Cộng sản Việt Nam. Hứa không tra tấn, không đánh đập, không làm gì hết. Việt Nam đón nhận những người lầm đường lạc lối. Đó, công an Việt Nam đón nhận. Nhưng giờ đây mọi người nghe thế nào? Có đúng không? Khi mặt trời mọc, Cộng sản đã nói là tao sẽ giết chúng mày, tao sẽ giết chúng mày, tao sẽ giết các dân tộc chúng mày. Có đúng không? Quốc tế ơi, xin quốc tế hãy xem những lời nói này và những gì Cộng sản đang giết dân tộc chúng tôi, chết dần chết mòn. Đất đai Tây Nguyên của chúng tôi đã bị tịch thu, tôn giáo của chúng tôi không có tự do, và chúng tôi đã là một cái con mồi ngon của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lời nói thực tế của Đảng Cộng sản Việt Nam tại xã Ea La, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Cứ mặt trời mọc là đòi giết chúng tôi và đòi chém chúng tôi. Đất nước chúng tôi, nhà cửa chúng tôi đã bị tịch thu, và chúng tôi đã lên trên mạng, kênh YouTube, Facebook từng ngày những gì Cộng sản đã tịch thu và đã bắt chúng tôi bỏ tù. Vậy chúng tôi xin cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc với người tị nạn và kính xin cộng đồng quốc tế can thiệp thô bạo ký những lời nói của Cộng sản Việt Nam thế này, chúng tôi không thể sống được. Chúng tôi muốn một cái tự do tôn giáo từng dân tộc một, và một gọi là ấm no hạnh phúc. Và đất đai của chúng tôi từ xa xưa là thẳng cánh cỏ bay, bây giờ đến giờ này là chỗ xây nhà, làm nhà, với lại chỗ nương tựa, canh tác không còn nữa. Vậy chúng tôi hãy xin cộng đồng quốc tế lên tiếng và giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi thoát khỏi những cái nạn thế này, những cái sự tra tấn, đánh đập, giết chết chúng tôi từng ngày như thế này. Vậy lời nói của tôi đến đây tôi xin chấm dứt, và tôi cảm ơn mọi người theo dõi kênh YouTube Đêm Rắc News của tôi từ Bangkok, Thái Lan. Vậy một lần nữa tôi xin cảm ơn bà con. Nhà vang trời đê